Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã ký ban hành kế hoạch tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nêu rõ, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm trên các phương tiện của cơ sở. Theo kế hoạch, các cơ quan đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động phòng ngừa ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản, cò mồi tại các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm tại các cơ sở y tế.